Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Banoka Việt Nam và tôi là Hoàng Huỳnh, chuyên viên quan hệ khách hàng. Ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một sản phẩm rất là tuyệt vời trong mùa hè nóng bức này. Thời gian vừa qua thì nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 45 độ, có khi lên đến 60 độ, rất là nóng, rất là oi bức. Và chúng ta đang phải tìm kiếm một sản phẩm thiết bị làm mát để phục vụ cho bản thân cũng như là giúp cho mọi người thân trong gia đình được mát mẻ, giữ gìn đến sức khỏe, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu sản phẩm đang rất là hot trong thời gian vừa qua. Mẫu quạt điều hòa thương hiệu Rapido, thương hiệu trực thuộc của tập đoàn Ferrari bình nóng lạnh, 102 tập đoàn có sản lượng cũng như là uy tín nhất ở tại Việt Nam. Và đây là mẫu quạt điều hòa Rapido RAC 168D. Quạt có bình chứa nước là 45 lít, sử dụng điện áp 220 và 50Hz. Công suất của chiếc quạt này là 168W và nó có công suất gió là 6.000 m³/giờ. Chiều cao của quạt là 970mm, chiều sâu là 340 và chiều rộng là 440mm. Trọng lượng của chiếc quạt này là 15kg. Khi mở cái quạt ra, chúng ta sẽ thấy đầu tiên đó là một cái hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt Rapido và một phiếu bảo hành có logo của Ferrari ở đây ạ. Quạt được thiết kế theo phong cách Ý, rất là trang nhã, tinh tế, đẹp. Tôi có thể khẳng định đây là mẫu quạt đẹp nhất hiện tại trên thị trường, quạt điều hòa. Sử dụng động cơ SD, đây ạ, motor SD. Động cơ motor SD là công nghệ được sản xuất tại Đức, cho công suất gió mạnh mẽ nhất nhưng lại rất là êm. Sau đây tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn một chút về sản phẩm. Tôi sẽ cắm điện vào cho các bạn xem. Khi cắm điện vào thì chúng ta sẽ nhìn thấy đèn báo nhiệt độ. Hiện tại nhiệt độ bây giờ đang là 32 độ C. Tôi sẽ hướng dẫn sử dụng cho các bạn. Chúng ta sẽ bấm vào nút power ở đây. Khi bấm vào nút power thì ở đó đời đây sẽ hiện lên vòng quạt, đúng không ạ? Rất là rõ luôn. Chúng ta sẽ bấm ở đây là chức năng speed này, là tốc độ gió. Ở đây có 3 tốc độ gió. Tốc độ nhỏ này, lớn hơn này, lớn nhất này, các bạn sẽ nghe thấy. Ở đây thì mức lớn nhất công suất đang là 6.000 m³/giờ, nhưng mà cái độ ồn các bạn có thể thấy là nó không quá lớn. Tôi có cảm giác nó còn êm hơn là một chiếc quạt thông thường. Tiếp theo là chức năng cooling, chức năng làm mát. Chức năng làm mát ở đây tôi bấm vào nó đang kêu tít tít bởi vì chưa cho nước. Khi chưa cho nước thì nó sẽ báo, đây như kiểu báo để nhắc chúng ta là thiếu nước, hoặc là chưa cho nước thì chúng ta phải cho nước vào. Chúng ta sẽ phải bấm tắt cái chức năng này đi, đến khi nào mà có nước chúng ta sẽ dùng. Đây là phím hẹn giờ. Quạt Rapido hẹn giờ được 12 tiếng ạ. Tôi sẽ bấm cho các bạn thấy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12, đúng không ạ? Chức năng sleep này là chức năng gió thoáng, rất là êm. Với các chức năng này thì buổi đêm chúng ta mở ngủ rất là thoải mái, rất là nhẹ nhàng. Rất là nhà có trẻ em nhỏ thì chúng ta nên bật chức năng này buổi tối khi đi ngủ. Còn đây là swim, tản gió, chức năng tản gió các bạn sẽ thấy. Cái tấm này chúng ta có thể gật lên gật xuống, đó là bằng cơ. Tuy nhiên thì cái quay ở đây là chúng ta sẽ quay ở bên trong đấy, các bạn sẽ thấy bắt đầu nó đang quay đấy, quay cả sang đây, các bạn thấy không, rất là êm. Nó khi chúng ta muốn cho nó mát xuống dưới thì chúng ta chỉ đặt như này thôi, nó chúi hẳn xuống, bay ngang này, thẳng lốc lên trời này, tuyệt vời, rất là mát nhưng mà nó cũng rất là êm. Các bạn thấy đường nét rất là tinh tế. Và dưới đây thì là 5 cái vạch để cho chúng ta biết được là mực nước hiện tại đang sử dụng ở trong bình chứa là bao nhiêu. Bình chứa của chúng ta là 45 lít. Sẽ quay ra sau. Đây là khu vực tiếp nước. Bằng tiếng Việt rất là dễ, đúng không? Chúng ta sẽ đổ nước vào đây. Chúng ta để dùng cái vòi xịt để xịt thẳng nước vào hoặc múc nước để đổ vào đây. Bình chứa 45 lít.
Và ở dưới đây là một cái nút xả, xả đáy. Nút này có tính năng là gì? Là sau khi chúng ta sử dụng nước tầm 3 ngày hoặc 5 ngày hoặc 1 tuần tùy theo chất lượng nước đầu vào chúng ta là sạch hay là không sạch, đúng không? Thì chúng ta sẽ vệ sinh cái bình chứa để nó đỡ bị nhớt nước, đỡ bị mùi. Và như vậy thì sẽ đảm bảo là cái không khí từ trong nguồn nước nó, từ trong cái quạt điều hòa nó bay ra ngoài nó được sạch sẽ, thơm tho. Ở đây thì mẫu quạt Rapido ZAC168D được lấy gió từ ba hướng. Đây là hướng đằng sau và bên hông. Chúng ta sẽ có hai bên hông để lấy gió, hai bên hông lấy gió và lấy gió ở đằng trước, lấy gió ở đằng sau. Và lưu ý khi sử dụng thì chúng ta không nên để quá gần. Ví dụ như tôi đang sẽ để đây, chúng ta không nên, ở đây nếu là tường kín chúng ta không để thì lên sát, chúng ta để cách ra. Đó, cả đằng trước và đằng sau, ba hướng này đều có khoảng cách để làm sao mà nó đảm bảo được là cái không khí nó luồng gió nó đi vào nó được thông thoáng nhất, nó sẽ mang lại cái hiệu quả tốt nhất cho cái quạt của chúng ta. Đây là lắp trên ạ. Phần này rất là quan trọng. Khi mở lắp ra chúng ta sẽ thấy ở bên trong có một điều khiển từ xa, chưa có pin. Chúng ta sẽ mua cái pin tiểu nhỏ cho vào đây. Ở trên điều khiển từ xa thì có đầy đủ các chức năng, tắt nguồn, các hướng gió, tất cả mọi cái giống như trên bàn phím. Chúng ta sẽ có bốn cái bánh xe này. Trong đó có hai bánh xe có khóa và hai bánh xe sẽ không có cái khóa này. Thì hai cái bánh xe có khóa chúng ta sẽ lắp vào đằng trước và hai cái bánh xe không có khóa chúng ta sẽ lắp vào đằng sau. Và việc lắp này rất là dễ, chúng ta chỉ cần ngửa sản phẩm xuống ấn vào là được. Chúng ta có thể di chuyển một cách đơn giản cái quạt của mình ở trong tất cả các vị trí. Ngoài ra thì quạt điều hòa Rapido ZAC168D có thêm 4 bình đá khô. Thì hiện tại trong đây là đang có 2 bình là đầy nước và có dung dịch làm mát trong đây, và 2 bình là đang là chỉ có dung dịch nhưng chưa có nước. Và khi mà mình mua quạt về thì chúng ta sẽ cho 2 cục đá khô này vào trong tủ lạnh để tầm tủ 5 đến 10 tiếng tùy theo cái công suất cái tủ lạnh nhà các bạn, để làm sao mà làm lạnh được nhanh nhất cái đá khô này. Sau đó thì chúng ta sẽ đặt vào hai khoang như thế này. Đó. Khi mà cắm máy vào, chúng ta bật các chức năng hoạt động của máy, lúc đó nước sẽ được bơm từ trong bình chứa qua cái ống đây ạ. Qua ống đây, nước nó sẽ hòa vào với hai cái viên đá khô này. Hai cái túi đá khô này nó sẽ làm cho nước mát. Nước mát sẽ chảy qua tất cả các khe đây và sẽ đi xuống ba cái lưới tản nhiệt ở bên dưới này. Ba cái cửa hút gió. Và khi đó thì máy sẽ cho ra cái luồng không khí mát. Luồng không khí mát ở đây được làm mát, một là bằng nước bình thường, hai là nếu như ta sử dụng đá khô thì nó sẽ ra khí mát. Và quạt điều hòa Rapido chúng ta có thể sử dụng được 4 mùa quanh năm chứ không phải chỉ riêng vào mùa hè. Bởi vì là quạt có các cái chế độ như các quạt bình thường nhưng nó mạnh hơn, êm hơn, công suất tiêu thụ điện năng thì rất là tiết kiệm. Cái này là sơ cua các bạn nhé. Khi bạn cho hai cục này vào, chúng ta sẽ đóng nắp lại và sử dụng. Sau khi hai cái túi đá khô này nó bớt đi mát rồi thì chúng ta lại cho tiếp hai cái cục mát mới vào thay. Đây gọi là sơ cua. Như vậy là tôi đã giới thiệu xong cái sản phẩm quạt điều hòa Rapido ZAC168D cho các bạn. Các bạn có thắc mắc hoặc có cần tư vấn về sản phẩm, hãy liên hệ với chúng tôi, Panoka Việt Nam, hotline 0989 891 118. Chúng tôi sẽ phục vụ từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, giao hàng toàn quốc, bảo hành tại nhà chính hãng. Chúng tôi có các bài viết chuyên sâu cho quạt điều hòa trên fanpage của panoka.vn. Ví dụ như các bạn sẽ thấy là các bài viết của chúng tôi là mẹo sử dụng quạt điều hòa hiệu quả tối ưu nhất. Chúng tôi có bài viết về có nên sử dụng quạt điều hòa không và nhiều bài viết khác.
trên fanpage của công ty, cũng như là các bạn có thể gọi trực tiếp đến hotline của chúng tôi 0989 891 118 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm và có giá tốt nhất cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi các clip của Panoka và tôi, Hoàng Huỳnh, chuyên viên quan hệ khách hàng.